nhà hai em đang cãi nhau, một thằng số 6, một thằng số 5, mà đéo biết thằng nào đi trước. Lùi lại. Rồi. Và anh đang lau mồ hôi. Ý trời. Một chai bạn. Bắt đầu. Rồi, một điểm. Điểm. Điểm thì tính một điểm rồi. Rồi, sao cái này tính ra lại rộng ra để đéo nào nhỉ? Hai điểm. Xem lại đi các ơi, xem chắc cái đi. Tình tưởng khôn em đã đánh lùi mà hay à? Sẽ không lùi thì làm thế nào? Lùi thì nhanh nhất rồi. Vâng, mới 2 điểm à? 2 điểm. Rồi 3 điểm, 4 điểm, và cả bánh trước nữa. Chạm tính đấy. Thôi, chúng ta cứ chạm bóng nào là ăn đòn bánh ấy. Căng nhỉ? Quả này, anh ấy rất là tâm đắc quả này này. Cho anh qua được không? Anh qua nhưng mà vẫn cạm mà. Để anh tâm đắc quả này, anh cứ đứt đâu. Có khi anh đổ rồi. Dế. Cho anh 5 điểm, ra đáng ra thì bánh trước bánh sau trả về 6 điểm rồi đấy. Ơ, đáng 16 điểm, hơn 5 điểm. Bóng. Đề nghị ban trọng tài soi kỹ vào nha, 6 điểm rồi. Này, chẳng có khi mà không được ăn đi chơi. Địt mẹ. 6 rồi, 6 điểm rồi. 7 này. Ơ. Ơ. Công tạp à? Quả này, quả này. 7 rồi, 38 rồi. Trọng tài thì mẹ này lơ lãng cái là chết ngay không ạ? Không thể mà. Mình chết mà. Ơi, mắc dây. Bảy rồi. Nhanh lên rồi, sắp còn bao nhiêu rồi? Năm hai rồi. Bảy. Vượt qua chính mình đây rồi. Vấn đề là đến đoạn cuối là mình nói chung cộng hơn điểm rồi. Hết cơ rồi. Hết cơ rồi. Hết rồi. Hết cơ rồi. Hết cơ rồi. Hết cơ rồi. Máy quay đi. Lại đi qua đây này, đi qua đây này. Dính bóng. Bấm. 2:15. 2:15 14. Cộng có 8 điểm, còn đang thắng anh Hưng rồi. À thế à? Ờ thắng rồi. 2:15 14 em ơi. 7 điểm hay 8 điểm? À, liệu có ăn được không? Có ăn được không? 8. Ăn được rồi. Anh em để ý nhá. 2:15 cộng 8. Thế là anh đang